chào, các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Chắc các bạn đang thắc mắc không biết hai chiếc hộp trước mặt mình là gì. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ không review công nghệ nữa mà chuyển sang review hộp cơm. Đùa thôi, hai chiếc hộp này chính là hai chiếc loa hộp Beolit 17 mới nhất của B&O. Đây cũng chính là chiếc loa cầm tay tuyệt vời mà hãng âm thanh Đan Mạch từng tạo ra. À, mình chưa từng giới thiệu một em loa nào của nhà B&O này nên chắc khá các bạn cũng chưa biết về hãng. Được thành lập vào năm 1925 tại Streeter, Đan Mạch bởi Peter Bang và Steven Olufsen. Bang & Olufsen hay còn gọi là B&O, được biết đến là một thương hiệu nghe nhìn cao cấp hàng đầu thế giới với những sản phẩm mang nét đặc trưng không hề trộn lẫn. Thiết kế tinh tế, giàu tính nghệ thuật, chất liệu thượng hạng, công nghệ tiên phong và chất âm chuẩn mực. Và bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn sờ tận tay, day tận trán em Beolit 17 này nhé. Thuộc dòng loa Launchbox đẳng cấp của Đan Mạch, chiếc Bang & Olufsen Beolit 17 mang trong mình phong cách đậm nét Scandinavian Bắc Âu với hình dáng giống như một chiếc hộp cơm cùng một chiếc quai sách ở bên trên. Chiếc quai này thì được làm từ da thật, mềm mại và cực kỳ dễ chịu khi cầm. Hơn nữa, với kiểu đeo chéo này cũng tạo cảm giác vững chãi, đơn giản và thuận tiện hơn, cứ cầm là sách đi thôi, không lằng nhằng. Beolit 17 thì có thiết kế rất chắc chắn với thân loa được bao quanh bởi một màng kim loại cứng cáp bảo vệ những loa thụ động bên trong. Nếu bạn là một fan của B&O thì chắc không lạ gì bởi vì đây cũng là kiểu thiết kế thường thấy của dòng Beolit. Phần nắp và đáy của em nó được làm từ nhựa polymer mềm dẻo, chống trơn trượt và phần khay ở phía trên đỉnh loa này là nơi đặt bộ điều khiển bao gồm bật, tắt, kết nối Bluetooth, tăng giảm âm lượng và một nút kết nối với một trạm đặc biệt. Người dùng có thể điều khiển nhạc bằng nút này hay là biến nó thành phím tắt cho tính năng nào đó tùy ý nhờ ứng dụng trên smartphone. Khi bấm nút kết nối trên mặt loa, người dùng có 4 sự lựa chọn. 1. Báo thức. Bạn có thể đặt báo thức với Beolit 17. Loa sẽ báo thức với một trong hai bản nhạc B&O Play hoặc là bằng bản nhạc gần nhất mà bạn nghe trên điện thoại di động. Bạn có thể hoãn báo thức bằng cách nhấn một lần vào nút kết nối, tắt báo thức bằng cách nhấn hai lần. Kết nối, nhấn một lần duy nhất vào nút kết nối, bạn sẽ nghe bài nhạc gần nhất trên Spotify. Điều khiển từ xa, nhấn nút kết nối một lần để chơi nhạc hay là tạm dừng, nhấn hai lần để chuyển bài. Tone Stop, sử dụng Beolit app để điều chỉnh 4 loại nền nhạc khác nhau trên thiết bị di động. Phần cụm phím bấm điều khiển này thì cũng khá là nhỏ và dễ thương, khi mà nhấn thì nó lún xuống, độ đàn hồi rất dễ chịu và không gắt tay, không tốn nhiều sức để nhấn. Phần đáy phía dưới này cũng có một sạc USB Type-C, một đèn LED và một cổng 3.5mm. Đây là thiết kế cải tiến thông minh của Beolit 17 so với các đời trước đã loại bỏ hoàn toàn ngăn đựng cáp. Tiết giảm này thì sẽ giúp nâng cao hiệu suất âm thanh của loa. Chiếc Beolit 17 này công suất lớn nhất có thể đạt 240W, đủ mạnh mẽ để lấp đầy những căn phòng lớn hơn với âm thanh đặc trưng đầy ấn tượng của Bang & Olufsen. Thêm một điểm cộng nữa trên em loa này là cổng USB-C không chỉ để sạc pin cho loa mà còn hỗ trợ sạc ngược lại cho các thiết bị di động của bạn như là thiết bị tablet với nguồn ra 500mAh. Nếu bạn là một người thường xuyên di chuyển và luôn mang theo những chiếc loa để tận hưởng âm nhạc thì không phải lo lắng với em loa di động này. Với việc tích hợp pin liền dung lượng là 2200mAh, loa có thời gian phát nhạc lên đến 24 giờ mà bạn chỉ mất 2,5 giờ để sạc đầy em nó. B&O không công bố bất kỳ mức chống bụi hay là chống nước nào đối với em Beolit 17. Điều này có thể là do các ổ cắm lộ ra gần đấy, nhưng mà nó mang lại cho mình cảm giác là em này có thể sống sót sau một cơn mưa bất ngờ và nó cũng rất dễ dàng để có thể làm sạch. Về kết nối thì Beolit 17 được trang bị kết nối Bluetooth 4.2 cao cấp để giúp bạn dễ dàng kết nối loa và các thiết bị di động một cách nhanh chóng. Để giúp bạn tận dụng tối đa trải nghiệm, nút kết nối trên loa không dây kích hoạt một số tính năng thông minh qua ứng dụng Beolit. Thưởng thức bài hát yêu thích của bạn, khởi chạy danh sách phát hoàn hảo tại thời điểm hoàn hảo hoặc là tùy chỉnh nhạc một cách chính xác và nhanh chóng, dễ dàng chỉ bằng một lần chạm. Loa Bluetooth B&O Beolit 17 là loa Beolit mạnh nhất đến nay. Chứa bên trong chiếc hộp xinh xắn này là 6 driver bao gồm một loa full bass 5.5 inch, 3 mid tweeter 1.5 inch và 2 loa trầm thụ động 4 inch. Hơn thế nữa, với việc kết hợp công nghệ 360 độ giúp lan tỏa âm thanh khắp phòng và có thể để kết nối với một chiếc Beolit 17 khác để tạo hệ thống âm thanh stereo chỉ với một vài thao tác.
Loa có thiên hướng buồn trầm hơn với âm trầm sâu lắng hơn, bass chắc chắn và dứt khoát nhưng lại có chút gì đó mềm mại. Với những bản acoustic nhẹ nhàng, tiếng vocal và tiếng guitar nhẹ nhàng phát ra trong phòng thực sự là chân thực tuyệt vời. Theo trang tin The Verge, một trang thông tin và truyền thông công nghệ nổi tiếng của Mỹ đã nhận xét về Beolit 17 thì đây là chiếc loa uy lực và trầm buồn nhất mà B&O từng tạo ra. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn khá chi tiết về chiếc loa Bluetooth B&O Beolit 17 này. Nếu tò mò em nó thì bạn có thể đến ngay các showroom của An Tiến để trải nghiệm ngay nhé. Các dòng khác của B&O cũng đang được bày bán tại đây. Còn bây giờ thì mình sẽ test âm thanh của nó trong một không gian kín, coi như là demo trước cho các bạn nhé. Các bạn hãy đeo tai nghe vào để có được một trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.